thu cái em nhé. Đó, chả nhẽ lại để chả nhẽ lại khuất phục đúng không? Đó, lại sầu riêng là để sang bên. Ngày mai vào đây kiếm thêm cho anh em thêm thậm chí là 3 đến 4 quả luôn, được chưa? Đấy, ngày mai vào gọi là cá kiếm bí sầu riêng cho anh em xem. Ui giời, con này tài gọi là đẹp keng anh em ạ. Đẹp như mưa luôn, đúng không? Đẹp như gái 18. Con này không chờ được con tài các bạn. Thôi con này phải thêm đi. Thêm nhá, thêm 8 mét này. Nó thêm luôn 2 mét đi cho tròn 10 mét. Được chưa? Ngày hôm nay tôi vào của nó sẽ cá kiếm thêm gọi là tầm chục quả con sầu riêng thôi. Không cần nhiều, đúng không? Vào gọi là kiếm cho mọi biết đây, sầu riêng là vẫn để ở sau này. Đây, khá là ngon các bạn. Nói chung là một muối này ăn làm cái gì đó, ăn loại chưa kịp vào mồm thì nó đã gọi là nó đã ra mất rồi. Nên thôi ngày mai là gọi là cho nó biết thế nào là mùi sầu riêng luôn đúng không. Đấy, gọi là kiếm phát bỏ một muối mà kiếm phát là chục quả là nó sợ. Đấy, ngày mai là vợ với trẻ con bảo là mua được 1-2 quả cái gì đấy ngon lắm, ngon thật, ngon này, ngon để lại đúng một muối thì ngon cái gì, đúng là ngon thật anh em ạ. Ăn đúng ăn ngon quá mà đến mức còn đúng một muối mới để lại cho mình thôi, cay quá, nói chung là quá cay. Vợ với trẻ con nào, vợ với trẻ con 2-3-6 luôn. Ôi giời ấy, đây là gọi là trả thù đấy anh em ạ. Nói chung là vợ không bật được thì mình gọi mình vào đây mình bật con TDC ở đây đánh thôi. Vợ với trẻ con này, 1-5-4, đừng có bướng, thấy chưa? Ngày hôm nay là cho nó biết thế nào là đẳng cấp, thấy chưa? Đấy, nói chung là tầm 10M thì ít thì cũng phải mua được tầm 10-20 quả thôi. Đó, ngày hôm nay là gọi là cố gắng thôi, đúng không? Tầm 10-20M là gọi là đã được cũng khá rồi đấy đúng không? Mà anh em cứ yên tâm thôi. Rồi, để xem con này có yên tâm rồi không ạ. Nói yên tâm thôi chứ còn cũng không yên tâm lắm đâu. Nhưng mà thôi, ngày hôm nay mà gọi là muốn chơi thì cũng gọi là khó đấy bạn. Chắc không chơi được đâu. Rồi, xem thử xem là cầu kèo nó chạy nào đây. Nào, 1m504, được chưa nào? Rồi, 1m504, làm cho tôi con tài đi. Năm ba rồi, như thế nào đây hả vợ ơi? 563 nào, bây giờ thì thôi nhá. Đợi đến lúc gọi là mua sầu riêng về thì đừng có xin, để hắn cho mình hẳn một muối nhưng mà đây một muối này nhá, tí anh trả nó vợ được chưa, không thèm cho, thích thì cho thêm một muối luôn, vướng đâu mà gọi chung mà ngày hôm nay mà gặp quả cầu này thì không vướng em ạ. Nói chung ngày hôm nay gặp quả cầu gọi là đúng vậy ạ, thiên thời địa lợi nhân hòa, được chưa? Sầu riêng thì cũng chỉ là một cái tên thôi. Đấy, ngày hôm nay gọi là đánh gọi là bay sầu riêng luôn. Vào TDC kiếm sầu riêng. Đấy, anh em nào mà gọi là cần sầu riêng thì em cứ vào TDC mà mua đấy bạn. Không ít thì cũng phải nhiều, không một quả thì cũng phải được 2 quả. Chung mà cái cầu TDC này thì được cái là dễ chơi dễ trúng thưởng đúng không? Đấy. Gọi đơn giản như thế, nôm na như thế. Rồi, cầu này thì lấy gì để chờ đây, đúng không ạ? Nào. Ui rồi, nặng 46 thì thôi. Say goodbye luôn anh ạ, 144 là 2431 đây. Cầu này cứ theo nhẹ nhàng 144 nhá. Đó. Nằm nhẹ nhàng 2 mét đi. Nói chung mình ngày hôm nay mà về 55 mét thì mình nghỉ nhá. Đấy, cầu kèo thì có đẹp đến đâu thì nó vẫn lên lưu ý cho mình là
khi mình em đánh ấy cảm thấy mà cầu gọi là về trừ sâu quá, gãy sâu quá rồi thì thôi mình nghỉ thôi em nhé, đừng có tham, tham là thâm đấy, nên là anh em nào mà đánh mọi là tham quá thì thôi, nhớ cho mình là đánh thật sự là cẩn thận một tí nhá, không mà đi luôn đấy, đứt đừng luôn đấy. Rồi tập này xem thử thằng như thế nào đây, còn này mà ok một cái còn đỡ ấy, chả may mà nó gãy một phát thôi là sợ người ngay đấy nào, xem nó có tài không em ạ. Rồi ok tình hình là gọi là ok một cái thì còn đỡ đấy, chả may gọi là gì đây, chả may mà con này mà nó cũng ra được con xỉu nữa thì con sau này vẫn đánh tài cũng được, nhưng mà nhìn chung thì mình đánh một hai con thôi, hút được thì mình cũng nghỉ, mà gãy thì mình cũng nghỉ đó, để xem là tình hình như thế nào. Nói chung thì về 55 thì mình nghỉ nhá, mà lên được càng ngon đó. Nào 53 rồi, ui giời 533 hút con tài luôn đấy, con này mình sẽ làm một triệu đi nhỉ, sẽ là cầu đúng cái đồi núi rồi, đúng cái đồi núi thì đánh xỉu thôi anh em ạ, con này làm 9 lít thôi, 9 lít cho tròn, đánh nó tròn gãy thì mình làm 10 mờ đúng không, mà ăn thì càng ngon đó. Nói chung mà để xem là như thế là gãy thì cũng gọi là như thế thôi, không có gì là nói là khác biệt cả, chưa nào. Đó tầm này mình đã gọi là nghiên cứu thử xem là như thế nào. Đó tầm này gọi là da con xỉu này cũng khá là ngon, nếu mà con này mà không ra được xỉu thì gọi là cũng căng đấy, nhưng mình nghĩ chắc con này là muốn nói là nó không ra thì hơi khó đấy các bạn. Đó để xem là như thế nào đây, nhìn chung thì cầu này mà gọi là ra là xỉu thì cũng được các bạn, nhưng mà chả may mà gọi là gì, chả may mà nó gãy một phát thôi ấy, thì nghỉ là vừa đủ đúng không, biết đủ là hạnh phúc các bạn, chứ còn tham quá cái tỷ lệ gãy cũng khá là cao. Đó, chuẩn bị là lốt con này đi mua xuống riêng ạ, nào người thấy gãy thì cũng mua nhá. Ôi giời, thôi tầm này phải làm 20 quả sầu riêng các bạn, thôi được rồi đấy, nói chung mà quá đẹp luôn, được chưa, cày quá các bạn. Thôi tôi đi làm tạm vài quả sầu riêng đây, bye bye anh em. Ok này, cũng kết thúc video rồi. Như anh em đã thấy, kênh mình chuyên làm về game 789 Club này, chia sẻ những cách chơi, những phương pháp cách chơi 789 Club tài xỉu, 789 Club được đúc kết kinh nghiệm của bản thân cho anh em tham khảo. Chúc anh em chơi game 789 này thắng lớn. Nhớ like video và subscribe kênh ủng hộ nhé. Bye bye anh em.